Hello, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Kỳ Râu nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục cái chuyến đi rừng nha các bác. Vẫn mòn len lỏi hả? Níu không vẫn đèo đâu được đâu. Điều mới mà. Quyết tâm bó sợi viên đấy chứ. Làm sợi viên này. Cứ đi hai bữa là xuống không làm 20 ngàn. Đéo xong cứ kiểu hết. Chọc chọc mấy cái nó mòn hết. Dù lấy nồi to dữ lắm rồi. Nồi nhỏ thôi chứ. To quá. Còn chuột nữa. Ôi đào phải bỏ vậy chứ. Tìm ra dương là nó đào sạch hết. Ít tháng nữa đào hết chứ có đâu nữa. Rồi, thành công rực rỡ. Phải chớ chứ nhà nó ti tua nó dập đổ rớt cái đó. Cái là gia sư bó. Bó chớ nặng lắm. Chớ chừng 4 cục rồi là sao. Khó chớ lắm, đừng giỡn đâu. Đơn giản đâu, dễ dễ đâu. Nhưng mà nó dễ sáng mà dũng. Không gì đâu mà. Mùa này nó mưa nhiều quá. Nước nó nhiều còn đế nó bảo là nó rút nước được. Nước cho. Dũng dũng. Cách cho vài bán. Khô á, một khô đế bảo. Đi nhìn chục mai kìa cái đất. Thank you.
Xem ra chim ấy to nhó, tóc chim to nhó. Cái xanh nó rồi gì anh? Chứ đi đâu có công chuyện gì mà đi chứ tự nhiên cỡ xe đi dạo chơi ở này đúng không? Thầm thầm đúng rồi. Muốn đi đào chiếc ngang thì đi đào chiếc 50 cây hết rồi. Và mang xuống hết rồi chứ rồi. Ủa, kia vậy kia. Mang chừng mạng chừng 10 coi đuối chắc. Tay sách tay mang tay bưng. Mà không có mang cái đầu nó mang sao đi mang. Trước người cũng vẫn rồi. Đem đem ông uống mất trong coi. Chắc gì vậy? Tay đi. Có này cái này. Úi xa. Không. Xíu à. Coi chỗ kia này chút xíu ra trái. Còn trái anh coi. Còn như là còn trái. Ừ, còn trái còn tiêu tiêu. Dễ sao không? Cũng dễ. Nó chút lắm, như ngón tay vậy. Vậy ra trái vậy. Một phần. Nó chút rồi chứ nó dễ à, túi không nó dễ dưỡng được. Có túi nó mới có trái chứ. Nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp, cảnh cũng lớn. Đấy, chùm chùm nữa. Đấy, nó 95 triệu rồi, AC rồi. Chút xíu, xíu. Chùm mở xí. Chùm mở tròn lá to nữa. Chút cái giỏi túi không nếu à. Nó bằng túi mình nếu mà ít đâu. Thế nè. Tám dòng mà bây giờ mình lụm túi lên, có lụm rửa. Không khiếp về đây nữa. Ừ. Không biết nó dạo làm gì. Ai coi dùng lá bắp sen này nha các bác. Sen siêu đẹp nha. Đó, thấy không? Sen cũng sống này. Siêu nhỏ siêu đẹp. Cảnh siêu khủng khiếp, lá nhật quá nha.
bắt bộ bằng thừa. Đây các bác, coi dòng lá búp sen này, búp súng này. Đây quạt rêu rồi. Xin khỏe. Cái dòng chiếu chế. Lấy đẹp hơn. Không có chứ, dòng chiếu nó được. Thời tiết đang bão đùng đùng hơn thường. Sớm mất thầy chùa không dám đeo khoảng đây. Không được tan quen rồi còn không được. Siêu mềm. Thời đang đeo tốc độ 50 giây trên một cây. Bắt rừng cắt núi vào không này. Mới không thành đeo ghê quá. Tặng việc hết núi rừng luôn. Khu này đắp ấn, khu mới khu dưới kia đắp cát. Cát đèo có bầu lấy ra nó rớt đã bầu hết. Đắp đắp còn cái này. Đây còn dính. Nó chuột mềm nữa. Cần độc không? Để nó rễ gì hay để nó... Kéo, kéo. Phải để nó... Cái gì chiều, cái chiều. Đúng không? Lấy độc rồi độc. Bồng chặt. Tê tua hết. Nó bắt tay gì mà ăn rồi? Nó bắt tay gì mà ăn? Coi nè. Coi đó kìa ngọn. Chịp điếm ấy. Không xong. Chôm. Đào chỗ đâu 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 đào. Trên chuồng đó. Chuồng núi. Không, chuồng mình. Chuồng mình ấy. Ừ. Hay không? Đâu có xăm hay xăm gì đó. Không biết xăm ở đâu hay. Cái là đào nó trúng nhà thân tóc cũ là nhiều quá nha. Hay. Kêu thầy Hưng rồi lên lên. Thầy Hưng không biết cái cũ cũ đây. Mới tôi điện thoại ra cái. Mới YouTube này. Thầy Hưng. Xăm nó kêu xăm xăm gì rồi. Xăm rừng. Có trâu vậy. Ơ nhiều cô xăm mình nhỉ anh. Nó làm nguyên một chùm thòng như rễ nha nha. Thế nè. Dài lắm. Hay. Cái thòng như kìa. Giờ rốt cuộc ai nói. Ông Hai Lương nói ít rốt rốt cuộc. Hải Lương ở đâu đó ông nói? Hải Lương cọc keo mà, ông với Hải Dũng đồ đào đúng rồi. Hay. Ông Hải Dũng cũng đúng rồi. Tướng ông nào đều chứ. Đấy nè. Đục người đấy nè. Lấy bọn bè cũng chết luôn. Nó lấy độc độc quá rồi. Câu tầng rinh nè. Cứ ngồi. Nó
một hai ba loại lá vậy nè. Dù mấy chục loại chứ, hai loại anh. Dạ nè. Trăm loại lá. Loại đâu? Lá to, lá nhỏ, lá bự, lá tròn, lá dài, lá miếu gì đâu. Cũng thừa, cũng thừa các loại luôn. Đây đây rồi. Biết ở đây là đâu có nữa. Chiều nhỏ rồi. Nó mới già. Giờ chỉ về trồng nó ra bự trời bé nha. Thì mình trồng đất mới xong rồi. Nè. Mạnh tụi nó bị rập nó mạnh lẽ. Thời gian nó mới cầm trở lại. Vô chỗ đẹp cho sang ấy nào rồi. Khi chắc hình dưỡng nó kinh. Một cái con này bạn rập lên gì đó chết hết và nó dễ ra này. Nó lật ngứa. Lật ngứa. Muốn lật sắp muốn lật ngứa này không? Lật ngứa chưa? Ông này rùi hết chỗ. Trồng chắc có khi nữa lên như là chính con thôi lẽ xuống đi nhìn đầu điên trên kia xét không biết cái đầu này nó trên ngón tay mà mình đi đất đi đất cứ như mình đi nhìn mà lạc dẫn thank you.
chết rồi nói rau bánh như rau như rồng đó.